tiêu diệt một quân địch bằng AUG. Hồi ai hồi có ba AUG cho em xin nhé mấy anh. Ừ. À, đề nghị bạn chủ phòng là ăn mặc kín đáo chút nha. Mấy em ngon con à. Ôi, tắt Mấy bếp em đôi rồi. dép cu te hết nha. Tê ra. Chị ơi, Trời tớ ơi. mò quay kè vào chị tính sao chị ơi. Anh đấy đấy, tớ mò cho chị rồi đấy. Dạ, chị tính sao. Sao là sao? Mình là mình cưới nhau đi, hay là Ui. mình cưới Được, em ạ. nhau đi, Em nói những câu này là hợp lý. phải cưới cưới cái gì mà cưới. Vô nha. Đây là anh chụp nó cưới. Làm gì bây giờ mà cưới. À, hi hi. Đâu, cậu đâu? Được của nó nhà mẹ nhà anh mà em được cộng 40 điểm đấy. Được em ơi. Nè, cậu mặc nè. Ôi, đừng để nó nhận mất. Nè. Luôn nói mình là mình. Con gà. Cứ ba đi gà, cứ ba đi gà. Cái mấy ấy nó ổn quá à. Ổn thật sự luôn. Ép ẹp, ép ẹp. Bắt ập luôn. Số 3 đi ra nhá. Dặn bắt đầu em vô chơi em nhá mấy anh coi đây. Đấy. Mấy cậu nhảy đâu mấy dạ, cậu. Dạ dạ hơn này. Bây giờ đi đâu đây nè? Một vào cũng sợ mình vẫn nè. Chưa thấy tên cậu ở đâu, Nép ơi. Không thấy à? Ở trong thông tin đi. Trong thông tin xem chỗ nào nhỉ? Thông tin, chẳng thông tin đâu. Thấy cái chỗ mà kiểu như viết tiểu sử trên Facebook đó. Wow. Đây là hai tên. Có cả Facebook luôn. Trên được. Đó có Facebook đó luôn. Trời ơi. Chị tên là Ngọc. Được luôn cậu. Ngày mai đi thi rồi trời ơi. Anh ơi. Không sao, ngày mai đi thi là một tuần nghỉ mà. Alo. Alo anh ơi. Từ anh nghe điện thoại. Alo. Ai biết. Từ từ làm nốt nữa. Kẹo nữa. Chuẩn bị bán nhau. Có một tên, okay. Hai tên, ba tên, bốn lắm tên, luôn này. Trời cậu ơi, tới bốn tên ấy. Trời ơi. Nói chung nó rất là đông. Xe ngoài nha, xe ngoài nha. Trên đầu mình có người kìa. Mới vô mà có bóp thì thôi cũng lại nha. Ê, ê, có người, có người, có người. Ok, ok. Đúng. Chung, chung có thằng trên nóc mình, có thằng trên nóc mình thì phải. Không chung nhà, nó chung nhà với mình luôn nè. Ê, ê, cơ, cơ. Sự thật hại á. Ăn chết, ăn chết, ăn chết, ăn chết. Ông nội mày, ông nội mày. Ờ, lắc lắc. Một tên này. Cầm nỏ bắn, cầm nỏ bắn. Cầm nỏ bắn. Còn ở nhà, ở trên nhà tầng còn. Tầng 2, tầng 2. Ô, nó chạy mà. Có liên tin này à? Nó có súng không? Nó có súng không? Nó không luôn. Cái thằng này giúp kiểu gì? Thế thì ông chưa? Bên này đông, bên này đông. À trên nóc có luôn này. Đi nhà nó sợ rằng. Có. Trong nhà đông lắm, trong nhà đông lắm, từ từ. Ở chơi. Rất là. Ôi.
đông lắm. Hình như là Lép ơi, cậu đâu rồi? Đây. Đây đây, tôi đang đi kiếm cậu nè. Được, cậu cứ ở trong nhà đi, để mình giết bọn này cho. Đằng sau này có người, okay. Cậu cứ ở trong nhà nha. Lốc hai bên ngoài này. Giàn giáo có người luôn, cẩn thận nha. Đồng thế. Ôi em chạy sang bên em gì trời. Sương mù nữa chứ. Sương mù mà. À, bên này có người, cho tôi. Cái nóc nó màu về đen à. Rồi cờ lia bên này. Ôi mẹ, anh ở đâu anh gắn tiền thế anh ơi, tiền đâu nhiều thế. Anh em được cái tiền. Đi sang sang bên này giết bọn bọn. Em chắc luôn nha, có điều kiện. Nhà anh có điều kiện. Bên này trước mặt của em. Ok. Đâu mà mấy súng level 7 hả? Anh biết cái khẩu đó bao nhiêu tiền không? Ui nó là bạn em anh ơi nè. Tên nào kìa anh ơi. Nó tên nào kìa bạn em kìa. Ui sao anh nở gạt bạn em là tên nào cao phủ kìa. Em ơi đằng sau có bạn đó. Ui, rồi cờ lia bọn này. Của bạn gái kìa anh ơi. Đâu, quay đâu? Lại của bạn gái kìa. Còn tiếng bạn. Đừng, để anh này cứu. Để anh này cứu. Cứu đi, để mình. Còn một tiếng ở đây. Một tái mà tôi hướng tâm. Đây rồi. Nó chết rồi, yên tâm. Đây này. Enemies ahead. Đó, thằng đó giết em đó anh ơi. Thằng đó giết em á. Rồi, cờ lia hết. Mày giết ta. Nó giết em đấy anh à, thằng đó thằng giết. Con này trong thằng bằng lắm á. Ôi, còn ở đằng sau nữa đấy. Không còn á. Kinh. Ừ, ở trong này cỡ 10 thằng ấy. Không hơn ấy. Ừ, đông lắm. Nè, mình cho đồ này cậu ơi. Máu này. Mình ăn đó lia 3 tem đấy. Miêu cậu, trời yêu cậu dễ sợ luôn ấy. Một mình ăn đó lia 3 tem. Kinh. Thằng này nó có súng thính mà nó đang là chỗ đấu không ơi. Đi đúng rồi. Mình cũng có súng thính mà không có đạn. Hả? Mình cũng có súng thính mà không có đạn luôn, nó vất đi đâu rồi. Ở đâu vậy? À rồi, mình thấy rồi. Chơi đi cậu ơi. Ủa, con này. Ở sương mù thế mà mèo còn thấy được. Nó nấp sau này, rồi ok. Bọn nó đang là dỗ đấu rồi. Đồng thực sự luôn đấy. Sợ. Hết chưa? Hết rồi. Mình giữ x4, x8 có ai lấy không? Ai cần không? Tôi giữ x8. À, x8. Cậu còn thiếu gì nữa không? Hả? Lấy cậu là vừa rồi. Đi. Để tìm viên đạn mà thằng này nó dậu đâu, nó nằm ở đấy mà nó dậu đâu thôi. Chắc quanh thôi. Ừ, bực mình đó. Đây vừa mình xuất nút đó. Súng ở đây mà đạn đâu. Phép lấy gì cả. Đúng, thua thì thôi, người ta phải nhường đồ cho người khác chơi chứ. Ê, thằng này nó có bộ đồ đẹp. Thông báo đầy luôn. Trên gian cái đạn nó sáng, nó bự và bán ra không thấy cả này. Hay là nó bắn rồi ta? Gì? Ừ nhỉ, hay nó bắn rồi ấy nhỉ? Anh thấy viên đạn pháo sáng không? Pháo sáng? Đâu, làm gì có đâu anh, có đâu.
Hình như nó bắn rồi, nhưng mà bắn rồi thì phải có khói hả? Hay là nó bắn từ đầu, bây giờ khói tắt rồi? Nó bắn rồi thì phải coi cẩn thận nhé. Đúng rồi. Nó bắn thì phải nghe được cái tiếng súng nó bắn rồi. Ừ, mình quên mất. Chắc nó đáp đi rồi. Ừ. Nó chết cái cầm đi theo rồi. Thế là nó ngắm đúng mồm nên là chết, nó đi đan xuống theo đúng rồi. Nó giấu ở túi quần rồi. Anh Linh ơi. Hả? Em nhiều gì từ từ phong phú với mấy ông. Anh làm gì có tiền để nạp. Ồ, không có tiền mà 4 level 7. Đây. Thì cái thảo đó anh biết bao nhiêu tiền không? Anh Sơn vào thôi. Được một viên à. Sơn cái gì? Đây. Cái thảo đó là... Nó nắm được mấy cái sạc mà nó lượm được cái súng cho nó okay. Chết kịp lượm đạn. Bắn luôn đi cậu. Cậu nhận được đạn chưa? Cái khẩu súng đó là 11-12 triệu đấy anh ạ. À. Trời ơi, nhiều tiền vậy á. Anh làm cả năm trời làm sao mà tích được từng đó tiền. Trời, anh lại bốc phét nữa nè. Anh có biết bốc phét là gì đâu. Anh toàn nói dối không à. Ừ, thôi anh ơi. Em không tin anh đâu. Mà số 1 ở đâu, ông ở đâu vậy? À, mình ở Hải Phòng. Thế thì ui, sao? Ui, Hải Phòng hả? Cậu ở đâu? Anh nói phải Hải Phòng hả? Tại sao tìm đổi? Trời ơi. Mình kể các bạn có ở chân trời thì mình cũng chỉ cần có lý do thôi. Thắng biết một quả thần luôn à. Chết rồi, bà mở đốc tím luôn, chết rồi. Ôi, con gái cũng dễ thương. Thế là giỡn chứ mà nở. Mình ở thành phố Hồ Chí Minh đi. Dễ thương thực sự, dễ thương thực sự. Ôi, ôi, chị ở thành phố Hồ Chí Minh á. Ô, em ở Cà Mau. Chỉ cần có lý do thôi. Em nhá. Anh nói đâu anh to quá. Anh nói đâu anh quên à. Hải Phòng em ơi. Anh cái gì? Anh không ngại vô thành phố Hồ Chí Minh. Anh chỉ cần có lý thôi. Anh có thể bỏ làm, chẩn, bỏ ăn anh. Chẩn học. Anh có thể bỏ tất cả phía chẩn sau. Đúng không anh? Đúng rồi em. Groya mơ cá này. Yeah, cậu bắn đi, cậu lấy đi. Tôi xin cứ... số 1 bắn gì không? Không, mình bắn gì cũng được. Cậu cứ lấy đi, thừa gì mình lấy. Bắn Groya không? Chỉ bắn tím thôi. Một bắn tím thì được. Trời đúng rồi em ơi. Quá chuẩn luôn chú ạ. À. Cháu tính nói đây. Kinh quá nhỉ. Bắn MK trên... Có chẳng lắm chú cầm... ơi. Thôi bắn mình cà. Bắn AK với M4 đi, đi thôi. Mà mình trong bo mà, mình vào giữa bo đi. Mình không bắn MK đâu, mình chỉ bắn tim cậu thôi. Trời ơi. Có gì không? Một ba giáp ba lúc mà hình nó ra, cuối cậu thằng nó thật ra. Cái gì? Có người á? Bắn... Ở đây có một... Mình... Có đây có người. Đây có dành thánh á. Nhâm thằng ai đó? À đủ. Ừ. Có thằng ấy nhặt thịt này. Chơi xin. Cái thông. Rồi. Ôi không chết kìa. Còn bốt. Hello anh trai. Cái thế này đủ. Mẹ ước gì kia, ước gì nữa. Mà 4 băng level 7 nâng cấp tại trưởng tăng thêm hiệu ứng hiếu nhang thêm anh đã được sẵn để can vào thôi à. Mỗi lần em còn nói em nói chuyện anh nhắn cho anh tỉnh nhá. Em nói chuyện anh nghe anh mệt nhá. Người ta gọi, người ta bảo là nói ngắn gọn xúc tích đúng không? Ngủ quá, mình chưa học bài mẹ. Thôi chắc chặn nghỉ nha để cậu học bài. Cậu thường chơi vào giờ nào? Kiểu cả ngày luôn. Wow. Nghỉ học để chơi luôn á. Có, phải học chứ. Nghỉ học kia. Cậu không phải học. Không biết gì ở đây mình nuôi. Nghỉ học cái làm. Cậu đồng ý chứ? Ủa, thế
Được không? Thế giờ chị đang ở đâu? Đi nhà em. Rồi rồi rồi, ba má chị đang ở đâu? Ở nhà. Nhà ba má chị. Trời ơi, em hỏi kỳ thật sự. Sao vậy? Sao nãy điện chị hỏi chị học bài chưa? Thì chị ở nơi khác, ba mẹ chị ở nơi khác, ok không? Được, em nhờ. Ok chưa? Cũng logic phết nhở. Em ok chưa? Đi thôi. Lép rồi, lép. Trời ơi. Cậu có ai cái lép? Không phải ok. Xe này cùi quá. I got supplies. Tám chưa? Thôi mình không có súng bắn X8. Có X3 chưa? Vậy là em thấy chị ngồi lộn chỗ ở đấy, đáng lẽ là chị phải ngồi ngay chỗ của anh số 4. Anh số 4 ngồi ngay chỗ chị mới đúng. Ngồi đâu chẳng được. Anh ngồi sao nhá anh số 4. Anh này ngồi chung. Tôi không thể lái được. Đi thôi. Anh là con Kida mà. Nói cho người ta ngồi chung vậy, anh ngồi ở sau lưng đi. Không sao. Ngồi đâu cũng được, nhưng mà quan trọng là bên ở ngoài cứ như thế không thôi. Có xe kìa, Bucky kìa. Bucky ở cầu này. Ơ, nó ngồi xe kìa. Rồi, mày sao mày đây. Ui. Nó yếu cực, yếu, siêu phẩm yếu, siêu phẩm yếu. To tèm. Kìa nó đeo gạt này, siêu phẩm yếu, nhảy ra bắn luôn. Nè nè nó này. Ui, biết ngay nó định gạt mình mà. Mày trốn không? Mày trốn không? Như thế là mình không bắn được. Nghiêng quần què thì nó đâu mất tiêu rồi. Và nó dưới. Mày thích đúng không? Tôi xuống chơi với mày này. Đồ thằng này hơi ngon ý. kiểu như thằng này nó bình tĩnh. Chặn cầu kìa. Xe kìa. Bờ kia con người kìa. Mình đi lên lại, mình đi lên lại. Ok, lên xe, move. Để từ mình đón lép á. Tạm thời gọi là lép. Cũng được, không sao. Chạy đi quen nên thế. giống hồi đó tôi cũng vậy. Anh cầu đây mới quay em. Nó chết rồi, nó chết luôn. Bọn này chắc là bọn cuối cùng ở Mita ra đấy, chắc thế. Không, bạn đang nói là nó nóc sống mà nó từ từ tay luôn. Thế thì chắc không có bạn. Đi thôi. Tôi mau bắt được thôi. Ui, bọn này mà còn ít người đấy. Mà không nhìn thứ nhất chơi cho dễ. Còn được nhiêu đấy ta? Nước á, mình hết rồi, mình không còn bình nào luôn. Tôi có nè, tôi đưa cho. Đổi xe. Chị ơi, rồi hồi nào lấy số 1 cho chị rồi đấy, giờ chị tính sao chị ơi, nãy giờ chị bỏ ngơ chị. Nước bên này. Để coi chị này cách gì giờ đi đâu được nhỉ? Ui đồ ôi, gặp thẳng luôn nha. Mù tịt thế này chả nhìn thấy gì. Ông nội dễ còn là không có lắng với 2 tay cho nên còn 1 tay nha. Ok. Yên tâm. Ôi, cầm 1 tay, cầm 2 tay là sao? Tôi chưa hiểu cái đó lắm. Yên tâm, tôi cầm 2 tay ông cứ bình tĩnh. Ông cứ yên tâm. Làm sao? Cầm 2 tay nói cho chắc mà. Thôi, không cần hiểu đâu. Khó hiểu lắm, nó hơi lỏng hoàng chút. Có thể hiểu được. Anh ơi. Ơi.
Này, đây, bạn đây, đây. Không cần hiểu đâu, bạn chỉ cần hiểu là làm mình đúng. Mày đi đâu được nhỉ? Ra cầu à? Không, ba bên mình chứ không ba này, không em nghĩ đâu. Anh di ba chuyển bên này vô đi. Khu nhà này được nè anh ơi. Bo này em nghĩ anh di chuyển vô khu nhà để được ấy. Bo này vẫn chưa biết là nó bo về bên nào ấy. Để từ lượn đến cái khu đấy cho mọi người. Bo về bên này, bo ít khi về bên này lắm. Bo về mai rồi. À ừ, bo lại chắc về bên đây. Nếu mà bo về quân sự chào em này. Rồi, lấy giáo về thật, lấy sẵn nha. Đủ. Bo chắc chắn sẽ không về quân sự em ơi. Em nói thật luôn á, bo mà dù quân sự chặt đầu em á. Chứ bao giờ về đâu chưa. Chỗ này có người nút rồi. Để coi cái bot nút cho người nút. Người nút. Bot. Người. Đủ. Bot. Tôi thề là người nút. Đợi phòng bo thôi. Ở trong này mình chơi. Ai thấy xe lên Dubai thể hiện nó dừng thể hiện cho người từ để nó lên không nghe hả, nó để xe ở dưới kia nó lên chưa, nó nghe rồi, nó nghe tiếng súng của mình, nó dừng lại được rồi, nhà vệ sinh anh ơi, nhà vệ sinh công lại, nhà vệ sinh anh ơi, cậu lấp đi nha, một lớp rồi thấy rồi. Tôi sẽ đứng sau cậu đội kiếm. Có thằng này. Thằng này. Có hai thằng chạy qua. Mấy chú chơi từ từ thôi, con không có thấy. Ok, còn một thằng ở gốc cây gần viên đá. Có một. Ok. Dạ, còn một thì mình biết rồi đâu rồi. Bị ba con. Smoke kìa. Lên với mình này. Ok. What gì vậy? What? Kính. Thề chứ chưa kịp bắn cái gì luôn ấy. Thằng móc nó chúng tôi à. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn á. Chỉ có một từ để diễn tả chất ngớt như là nước. Ui mẹ mày. Ủa mấy chế. 15 kill rồi kìa. 15 kill rồi kìa tem ơi. Trong khi đó chưa có kill nào luôn ấy. Cậu mình cứ đưa cậu vào top 1 là mình vui rồi. Nha. Okay. Đúng là. À, đúng là quán quân mùa 8 có khác, quán quân mùa 9 có khác ha. Chị Tôn. Ơi. Ốp á. Thôi, mọi người cứ bắn đi, không phải nhường mình đâu, mình bắn gì được. Có rồi, dư thừa một cây. Thừa. Đi có. Được, thế thì mình lấy cho. Có một bài đăng lên nó cũng có cấp 3 thôi. Để tiết kiệm con bài rồi. Ủa cấp 3 này bên kia kìa. Thôi rồi. Mẹ đưa quên lượt 3 nhỉ. Chị biết cái bộ đồ chị đang bạn có mận giá là bao nhiêu tiền không chị? Không. Tại vì số 1 cho chị mà. Nè. Một tuổi. Đằng sau có thính này. Có ăn thính không? Một tuổi đấy kìa. Bộ đồ đấy một tuổi đấy. Không có bình nước nào luôn ạ. Mọi người có nước cho mình một bình. Có. Được đây một đống. Thôi bộ đồ đấy mượn 1 triệu đấy chị ạ. 1 triệu đấy. Mình lấy cà rút mình rồi. Cái bộ đồ đó 1 củ đấy. 1 triệu đấy. Có 1 triệu mấy thôi mà. Đúng. Đi. Gì đâu 1 triệu rồi. Mình đưa cậu viên thì ôi không làm thứ nhà này nè, thứ ăn thứ cả nhà, khu nhà tam bo luôn nè anh ơi. Con người tam bo. Thôi mình lượn cái này. Anh có người đây dạng thế này. Ông có thấy người đâu rồi? Sao? Đây, ăn đi mình canh cho. Ăn đi. Không mà tôi đầy đủ hết rồi, tôi ăn gì nữa?
Ăn đây. Đã đủ. Ê, con người, con người. Ớt. Viên. Cả. Cứ mình đi lên. Sao? Lia. À, lia luôn đó. Lia luôn. Bãi nổi nó nằm ở biển biển thì chịu nó thật đấy. Bây giờ bắn cầu không kìa. Trời ơi. Ôi, có người ở hướng 300 kìa. Rồi, thấy rồi, hai thằng kìa. 300 hẳn chắc hòn đá. 300. Ở dưới nó kìa này. Lên xe, mình vào khu nhà rồi công nó này. À, nó chạy kìa. Đốc 1 này, lên xem mình này. Slip kìa. Bé quần slip. À quần xì ná mô tô. Bạn chết với mình rồi bạn. Chị bot không biết, không biết. Chị bot nhé, chị đó có. Không làm như không có. À rồi. Bắn này, xong. Xong luôn. Em nghĩ là trận này là chỉ lép không có lộn chết, chỉ boss lép không có kill nào đâu. Tất nhiên. Vô đây chỉ cần cho số 1 đánh nó được. Chỉ cần con cậu ở đây là được rồi đúng không? Em nói thật luôn á, em chơi với ai đó chứ chơi với số 1 là không sợ tụt gan này đấy. Bỏ nha, tài to thế nhở. Bỏ ra biển. Anh này chấp nhận thầy các bạn các em nhá. Được. Thôi thỉnh lên, thì sẽ đồng cái đường. Thì ăn khánh trời này, cho anh khánh rồi. Thỉnh đồng cái đường, thỉnh đồng cái đường, thỉnh đồng cái xe mặt bên. Kìa, có người luôn kìa, có người luôn. Có người đâu? Có người. Đâu? Ừ, đấy, có người. Sao khánh. Sao thính đúng không? Sao khánh. À, đồ bị lắc đúng không? Ừ, bị lắc. Ừ. Hai thằng kìa, một thằng chạy ra nữa kìa. Một viên. Công lên luôn, chơi luôn đi bạn ơi. Để mình còn đi bo này. Bỏ đi. Nép ơi, số 4 ơi. Lên xe. Mình... Đây. Let's go. Bọn mình sẽ bắt được bọn này. Đây nha bạn. Let's go. Sở mốc là bạn sai rồi. Đây, mình vào khu nhà này chắc chắn ăn được nó này. Đến đây. Đủ lấy xe nó chạy kìa. Thôi nó chạy rồi. Nó chạy vào khu nhà trước mặt rồi. Nó chạy rồi. Lên xe đi mọi người. Đi thôi. Các bọn nó bị bắn kìa, Thế là trong nhà đây có người nha. Rồi từ vào. Đây tôi dừng ở đằng sau này nha. Chỗ này này. Chỗ một cái xe hỏng luôn này. Chỗ xe bay cay á. Có thằng nằm ngoài đồng. Chơi bọn trong nhà trước đã thì tính. Nhà. Ôi, trước mặt trên nhà có người, trên nhà có người luôn. Này, trên nhà có người này. Đứa thằng hai có, nó quăng. Nghe rồi. Bấm mẫu nhá, bấm mẫu. Bom. Nhầm. Ôi giời, đây rồi, nhìn nó rồi. Đấy, nó nằm. Rồi, lốc 1. 2. Bom nhá. Xong luôn anh. Ok, từ. Bom. Hết chưa? Đây rồi. Rồi, clear. Có một thằng vừa làm cỏ nữa. Rồi, nó làm chỗ nào nhỉ? Mấy 18 kêu rồi đấy, thằng này không lẽ anh 20 kêu anh ơi. Mày thằng này có không tay đó. Cái gì đây? Kìa. Cái gì đây? Nát rồi. Viền sát biển có một thằng. Ui, bo về nó kìa, khốn nạn thế. Được rồi, để mình lấy xe công anh ơi, lấy xe. Yên tâm. Nó hướng á, sát biển hướng 145. Mấy lúc chạy vào thì tôi có thấy lác đồi có khoảng hướng 120. Lấy xe không anh ơi, mình có xe mà. Để mình mấy cái thằng quần què này. Kìa rồi, thằng ở biển kìa, nhìn chưa? Nó chạy kìa. Vừa nãy mình thấy có thằng nằm ở đây. Kìa anh ơi.
Ừ anh thấy không? Đây rồi, thấy rồi. Tên này. Mày bị đánh gắn hả mày? Đánh đứt đồ. Ngon em. Hai tên đây. Rồi clear bọn này. Có lưng một người, có một thằng này. Ok ok, từ. Có thằng nào là bạn tối. Cứu nhanh hai hai giây. Sáu bóng ơi. Từ bơ máu. Nó đâu vậy? Sao nhà đây à? Sao nhà, nhà mình đây. Lép ơi, đi theo mình vào bo đã. Trong nhà. Trong mình, nhưng mà mình ngoài bo rồi, bo này kệ nó sẽ phải chạy sau mình. Đầu tiên. Mày ngó cái nữa đi. Giờ nóc thằng đó là mình top 1 đó, nên giờ mà anh nóc được đó là top 1 liền đấy. Chắc chắn rồi. Nói thật đấy. Mới chạy lép ơi, lép cất súng, bỏ thụ cất súng mới chạy. Là top 1. Bùng chuyện tâm lấy xảy với lại khá lắm. Mày tâm tốt một rồi anh ơi. Một cái ngộp lại vô lắm ấy. Mày thò lên xem là mày chết trước hay tao chết trước. Rồi xong. Yeah. Hai cái tốt một rồi đó. Chết. Trời ơi tốt một rồi. Lép ơi. Yeah. Ôi giời ơi. Hay nhô. Hai chào cậu. Hello. Hello. Né 21 kêu cả hết à. Hello. Tốt quá hết này. Hello. Cà rút ơi. Cà rút ơi. Kêu cà rút ơi. Yeah, top 1 rồi. 21 kêu, trời ạ. Bắn xong cái quân sự là mình đã được mười mấy kill rồi cơ mà.